nhằm hoàn thiện hệ thống hóa số liệu phục vụ cho công tác quản lý, cấp đổi giấy chứng nhận đất. Từ những năm 2010, dự án đo đạc lại đã được thực hiện trên 6 huyện, thành phố. 4 huyện còn lại vừa kết thúc vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương lại đang gặp phiền toái do số đo của dự án sai lệch với số đo cũ. Trên địa bàn tỉnh, có hàng chục nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp theo dự án đo đạc VLAB. Thế nhưng, có tới hàng nghìn giấy chứng nhận trong số đó đã cấp mà không thể trao trả cho dân. Thậm chí, nhiều địa phương cũng không thể dùng số liệu này để cấp mới, cấp đổi cho dân. Nguyên nhân là do số đo của dự án sai lệch với số đo cũ. Nếu mà gia đình đo đạc thì tôi sau một cái đơn đăng ký đề nghị, một là trên chính văn phòng về đo đạc, hai là đo đạc công ty ngoài. Đấy, tôi đã soạn hồ sơ chuẩn bị. Thế kinh phí thế nào? Kinh phí này thì bên công ty người ta thu. Do vấn đề đo không đúng mốc giới, không đúng vị trí. Bốn địa phương được thụ hưởng dự án đo đạc cuối năm 2019 là Ân Thi, Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào thì còn gặp khó khăn khác. Một phần là các đơn vị đo đạc bỏ dở, không về hoàn thiện, trong khi số đo cũng bị sai lệch nhiều. Văn Giang là địa phương được các đơn vị đo đạc bàn giao xong số liệu, nhưng cũng rất loay hoay mỗi khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với địa bàn huyện Văn Giang thì khi đo đạc lại bản đồ thì đều có sự thay đổi, có những thửa đất thì tăng lên, có trường hợp giảm đi, cấp giấy nhận thì, và đối với mỗi hồ sơ thì khi kiểm tra thì sẽ phải đối chiếu với cả hệ thống bản đồ cũ và bản đồ mới. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số liệu chênh lệch giữa thửa đất đang sử dụng và giấy tờ quy định mà có sự không thống nhất về số liệu, trường hợp mà ranh giới thửa đất không thay đổi, không có sự tranh chấp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận theo cái hiện trạng sử dụng đất và người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm. Trường hợp mà ranh giới thửa đất có thay đổi thì diện tích thửa đất tăng thêm sẽ được xem xét để cấp giấy chứng nhận và sử dụng số đo mới. Theo các địa phương thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Thậm chí, nhiều nơi còn tới hàng nghìn giấy chứng nhận đã cấp đồng loạt theo dự án nhưng không thể cấp đổi được cho người dân do thừa diện tích so với cấp giấy chứng nhận cũ. Nếu muốn cấp đổi, buộc phải thu hồi giấy chứng nhận mới, sau đó tiến hành đo đạc xác định lại diện tích, vừa tốn kém, vừa phiền hà và mất thời gian.